Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tháng tại server S51. Và cái trận tâm ma tháng này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Dũi Dũi. Chúng ta chuẩn bị có vào tranh rồi anh em ơi. Bật cái bước 3 lên, dậm quỷ thiên nào. Wow, đó là một team treo. Và với sự kết hợp phân chia lực lượng thì chúng ta đã kết thúc những ạc treo này một cách nhanh chóng và không mất quá nhiều máu anh em ạ. Bước tiếp theo là gì anh em? Đó là tặng tiền về cho các thành viên trong team để trang bị những quyền bí kíp. Đó, ví dụ như mình tặng tiền về cho Trường Ca nè ha. Trường Ca lấy vân sinh kích hải xong, Trường Ca dư tiền, cái Trường Ca bắn tiền lại cho Minh Giáo. Đó, Minh Giáo lấy phần sơn phệ xuyên xong, cái Minh Giáo bắn tiền và cho Dương Môn lấy một quyển kỳ môn thuẫn anh em ạ. Và như vậy anh em thấy là chỉ sau 1 phút thì số đội đã giảm đi rất nhiều rồi. Từ 36 đội bây giờ chúng ta còn 26 đội. Và mình tin chắc vẫn còn tiếp tục giảm nữa anh em ơi. Rồi những bước tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển về khu vực nào đây? Khu vực nào? Đó là khu vực số 8. Bật cái búp lên, lướt vô cái hự nè. Ủa đây kim cầm tay nhá. Dấm. Wow, phải nói anh em thấy là Dương Môn với Trường Ca chúng ta dồn đam rất tốt anh em ạ. Minh Giáo lao vào và anh em thấy tại sao Minh Giáo dùng kỹ năng quỷ thiên và chạy như vậy, đó là để cấu combo của team đội bạn. Nếu Minh Giáo dậm sớm quá thì đội bạn sẽ dùng combo và Minh Giáo sẽ mất máu, cũng như là các thành viên chúng ta có khả năng cũng sẽ bị dồn đam anh em ơi. Khi mà anh em chơi Minh Giáo chúng ta chú ý vấn đề này nha. Minh Giáo combat tổng thì chúng ta nên sử dụng kỹ năng quỷ thiên nó lâu một chút để anh em có thể cấu được combo với những môn phái treo hoặc những môn phái họ đánh dạng như cận chiến anh em ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta thấy hiện tại số đội trong bản đồ Tama chúng ta chỉ còn có 22 đội và các thành viên mình đã di chuyển sang đến khu vực số 2, nhưng rất tiếc là không có giao tranh xảy ra. Và chúng ta lấy tiếp tục quyển bí kíp hủy thiên diệt địa. Rồi thôi, mình nghĩ là chúng ta tìm kiếm một cái khu vực khác để tiếp tục giao tranh vẫn thân anh em ơi. Ở thương nhân thì sẽ khá là nguy hiểm về cho các thành viên trong team. Rồi, mở rương nào bà con cô bác ơi. Dương Môn đã bị kéo lại rồi. Đó là tiêu dao tàn kiếm và một con gì nữa, một con cung lôn. Nên mà Dương Môn chúng ta đi yếu máu rồi, rất là nguy hiểm. Mình giờ đã có một phát dậm khống chế cung lôn. Và như vậy là Dương Môn mình đã thoát an toàn về đến khu vực số 9. Rồi tôi đã nói Dương Môn đái trong quần luôn. Với sự hỗ trợ của Trường Ca, Dương Môn chúng ta đã hồi phục máu một cách nhanh chóng. Wow, tình huống đó khá là nguy hiểm cho bạn Dương Môn trong team của mình. Rồi, farm luôn những con lính còn lại để chúng ta kiếm thêm xu anh em ạ. Hiện tại thì Minh Giáo chúng ta gần như đã gần full đồ rồi. Chúng ta quay trở lại để trả đũa tại khu vực số 2. Nhưng rất tiếc, team khác, một team khác đến từ khu vực số 10 có Võ Đàn, Cái Bang và Dương Môn. Ôi, hình như là team khu vực số 3 họ đang có ý định lâm len quay trở lại anh em ạ. Minh Giáo chúng ta sau khi kết thúc đòn hủy thiên, kết thúc được một thành viên, chúng ta đã quay trở lại khu vực số 9 và ảo tượng đã xuất hiện luôn rồi anh em ơi. Quá căng nha, Minh Giáo đã full đồ. Một team có quân, đó là Tàn Kiếm Ngà Mây Thiên Vương. Chúng ta đang bị dồn đàm rồi. Wow wow, Thiên Vương đã xoay trùy rất nhiều. Minh Giáo chúng ta yếu máu, Minh Giáo có dậm hay không? Phải nói là rất căng. Hiện tại thì Dương Môn với Trường Ca chúng ta vẫn đang có mặt tại khu vực số 9 anh em ạ. Dương Môn vẫn tiếp tục tăng và Trường Ca đã hồi phục lại lượng máu rồi. Dương Môn đang tuột máu dần dần. Minh Giáo chúng ta thì không thể nào quay trở lại để hỗ trợ đồng đội được. Wow, Dương Môn đã yếu máu rất nhiều và Dương Môn đã di chuyển sang đến khu vực số 8. Trường Ca thì đã chạy qua được đến khu vực số 23 để hỗ trợ Minh Giáo. Tính ra Trường Ca rất ngầu nha anh em. Bị đánh tuột máu rất nhiều nhưng Trường Ca vừa giao tranh vừa hồi máu tại khu vực số 9. Và Thiên Vương quay trở lại, một phát dậm hủy thiên kết thúc tiếp tục, đó là Ngà Mí. Đây là team, rồi team Tàn Kiếm là xong team này luôn anh em ạ. Như vậy họ vừa bị team Cái Bang đuổi theo. Cái Bang này sẽ giống treo bà con. Này chắc kéo không, Cái Bang từ đâu chạy về nè anh em ơi. Trụ giọng kìa, Cái Bang này treo chắc rồi. Và bây giờ thì anh em thấy các thành viên chúng ta đang bị yếu máu và đang cố gắng hồi phục tại khu vực số 22, trong khi những team khác họ đang thưởng thức cái bữa tiệc ảo tượng anh em ạ. Thôi không sao, team của mình đã có những trận giao tranh rất kịch tính, rất căng thẳng để tiếp tục sinh tồn và chiến đấu cho trận tâm ma này. Phải đó là team của anh em Dũi Dũi có khả năng phối hợp và combo rất tốt. Ai cũng có những sở trường của riêng mình. Bây giờ chúng ta quay trở lại khu vực số 23 để tiếp tục farm lính và hồi phục máu. Rồi, người farm lính, người hồi máu và người mở rừng có tiêu dao có quân. Cẩn thận Trường Ca, Dương Môn chúng ta đã lên kỳ môn thuận rất lẹ. Tiêu dao bật lóc nhưng không xi nhê gì đến team của mình.
Rồi, tiêu da đã bị cô né. Bây giờ khả năng chúng ta hồi phục máu xong sẽ di chuyển sang đến khu vực số 21 anh em ơi. Dọn phiền máu của Dương Môn. Dương Môn mình đứng hình rồi anh em ạ. Có lẽ Dương Môn đã bị điểm nguyệt rồi. Ai đó giải nguyệt giùm Dương Môn cái bà con của bác ơi. Rồi rồi xong. Này chắc là mạng hay gì rồi. Rồi Dương Môn đã sống lại và chúng ta di chuyển sang đến khu vực số 21. Có team đó là Thiên Vương và Côn Lôn. Mình thấy Tiêu Dao vừa mới lấp ló di chuyển sang khu vực số 22 anh em ạ. Nghĩ đến cái cảnh Dương Môn đứng yên như lúc nãy hôm qua mình cũng đánh một trận tầm 3 tháng. Thì gặp một sự cố đó là rớt mạng liên tục dẫn đến là trận tầm ma của mình rất khó khăn anh em ạ. Bây giờ anh em quýnh tầm ma cố gắng kiếm cái đường truyền mạng khỏe khỏe nha. Anh em nào mạng gia đình không khỏe thì chúng ta đăng ký 4G chơi nha anh em ơi. Như vậy những giây cuối cùng của vòng số 1 chúng ta cố gắng tìm kiếm những team khác để quét map và thời gian của vòng số 1 kết thúc chốt kèo với số lượng đội đó là 8 đội anh em ạ. Vòng số 2 chuẩn bị bắt đầu. Rồi lướt vô đam quýnh các kiểu lên gối xuống chỏ. Đó đó chạy đâu Côn Lôn treo nè. Một Côn Lôn đã bị kết thúc và chúng ta thấy thường nhân đang có mặt tại khu vực số 7 số 6. Rất an toàn tại khu vực số 8. Có chờ tài nguyên hay không? Như vậy là các thành viên chúng ta đã quyết định chờ đợi tài nguyên xuất hiện rồi nè mà. Hy vọng mình sẽ có thêm một cái bộ kích ha. Hoặc là cái quần thể kim cang. Rồi đó là viên hồi phục máu. Đây có giao tranh. Một team vừa mua đồ tại thương nhân khu vực số 7 thì sẽ ship chúng ta được những cái gì đây? Một điểm hạ gục rồi. Cái bàn một chấm máu. Chúng ta vẫn tiếp tục đuổi theo đánh thường. Chúng ta có chiêu lướt và cái bàn vẫn thoát được anh em ạ. Wow. Tính ra team đó mới mua đồ xong khu vực số 7 chạy lên cấm bát hơi bị fail dẫn đến là thua cuộc. Trời. Team mình phối hợp với nhau rất chắc chắn. Chúng ta có quần và chúng ta di chuyển sang đến khu vực số 6. Có tìm luôn, Côn Lôn, tàn kiếm và tiêu dao. Tàn kiếm đã bị xử lý rồi, tàn kiếm nhảy thành công anh em. Trời tiếc vậy. Wow. Côn Lôn kéo trường ca, Dương Mông ơi hỗ trợ nào. Tiêu dao đã lóc được trường ca rồi, trường ca chúng ta đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Trường ca đã nhảy thành công anh em ạ. Dương Mông chúng ta tiếp tục dùng đam, tiêu dao lao vào và Minh Giáo chúng ta tiếp tục đánh thường. Dương Mông lên kim bằng thuận nhưng vẫn tiếp tục ở lại giao tranh rất khổ bá mình. Côn Lôn đã ngã xuống rồi. Như vậy với pha giao tranh vừa rồi chúng ta đã hạ gục được một thành viên của team đời bạn. Rồi tiêu dao quay trở lại thực hiện một phát lock và dậm nè tiếp tục phần sơn không được rồi tiêu dao thoát thành công anh em ạ. Cái đó mà nổ bạo kích lên ha ít hai sát thương năm cái nữa thì có lẽ chúng ta đã kết thúc được tiêu dao. Và sau những pha giao tranh liên tục xảy ra thì số lượng đội chỉ mới giảm đi một đội thôi anh em ạ. Chúng ta tiếp tục di chuyển sang đến khu vực số 7. Rồi vẫn còn rất nhiều những quyển tăng cấp bí kíp tại khu vực số 7. Anh em hết sức cẩn thận nha anh em ơi. Đã rớt thêm một đội trong bản đồ này nữa rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển để quét map. Tiếp tục di chuyển về đến khu vực sở chính có team đó là cái bàn. Cái bàn đang có giao tranh Minh Giáo Võ Đan nữa anh em ạ. À. Wow 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 trường ca ơi có thuận không? Một phát dậm của Minh Giáo đã không làm mất quá nhiều máu cho Dương Môn chúng ta. Quá tuyệt vời. Như vậy trong tình huống vừa rồi chúng ta đã có được 2 điểm hạ gục. Và ảo tượng chuẩn bị xuất hiện rồi anh em ơi. Trận này phải nói là Dương Môn kẹp với trường ca quá chắc anh em ạ. À. Hai môn phái này búp chéo hỗ trợ cho nhau đã làm cho team mình cứng cáp hơn rất nhiều. Có tiêu dao, có tàn kiếm thức tỉnh, tiêu dao bật lóc nhưng chúng ta đã né chiều được rồi anh em ạ. À. Rồi xong tiêu dao luôn. Thêm như có team một team khác nữa chúng ta có chạy được hay không? Hiện tại thì các thành viên mình đang bị yếu máu tại khu vực số 2 rồi. Rồi rồi rồi. Hai tiêu dao, một trường ca. Đây là một team khác đến từ khu vực số 9. Wow, team đội bạn đã không có dấu hiệu đuổi theo. Mình giáo chúng ta sau khi sử dụng đòn phần sơn phệ xuyên vẫn không thể nào hồi phục được máu. Và tiêu dao tiếp tục xuất hiện rồi. Mình giáo lao vào dầm hủy thiên để cho các thành viên mình bỏ chạy anh em ạ. À.
Quá là căng, quá là căng. Wow, đội bạn Tiêu Dao vẫn tiếp tục đuổi theo Minh Dao đã bị lock rồi. Lần này Minh Dao có lên 7x được không? Không, Minh Dao đã chạy thành công. Cái team 2 Tiêu Dao này hộ bảo quá, quyết định đuổi theo team chúng ta đến cùng. Như vậy Dương Môn với Trường Ca đang giao tranh tại khu vực số 2, Minh Dao cần phải hồi thêm máu, một phát phần sơn 25.000 máu và bây giờ thì Minh Dao quay trở lại hỗ trợ các đồng đội của mình. Dương Môn đã tuột máu rồi, khống chế được Tiêu Dao rất nhiều, Trường Ca đã ngã xuống, Tiêu Dao có xuống một, Tiêu Dao đã chạy thành công anh em ạ. Wow, hai tiêu dao chạy thành công rồi. Như vậy là tình huống vừa rồi thì Trường Ca đã ngã xuống, phải nói rất tội Trường Ca. Chúng ta vừa phát hiện một Minh Dao đến từ khu vực nào đó, Minh Dao đang khống chế Dương Môn, chúng ta tiếp tục phần sơn, nhưng Dương Môn phước lớn mạng lớn vẫn còn sống, vẫn còn sống anh em ơi. Liên tục có giao tranh và chúng ta đã chịu rất nhiều tổn thương trong những pha giao tranh vừa rồi. Bây giờ thì anh em thấy là sao, những pha gọi là điên cuồng loạn luôn á anh em ạ. Bây giờ thì số đội trong bản đồ tâm an chúng ta chỉ còn có 3 đội, trong đó chắc chắn sẽ còn Minh Dao và tìm hai Tiêu Dao. Minh Dao tới rồi, Minh Dao đã chạy. Quýnh xong qua chạy cha. Đúng rồi, quýnh xong phải chạy chứ anh em đúng không? Mình cũng vậy thôi. Như vậy là team chúng ta đã hồi phục lại lượng máu và quyết định quay trở lại khu vực số 2 để mở ảo tượng. Rồi, mở ảo tượng không thành công rồi anh em ạ. Như vậy là trong bản đồ này sẽ còn team 2 Tiêu Dao. Đó là team sẽ rất khó chịu nếu mà họ có sự phối hợp được với cả Minh Dao của team còn lại thì chắc chắn chúng ta sẽ bị áp đảo rất nhiều. Tâm ma là những trận đánh sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp của team và những khả năng xử lý BK cá nhân nữa anh em ạ. Có Minh Dao rồi. Các thành viên chúng ta đã rất nhanh chóng phát hiện mục tiêu và cứ đang cố gắng đuổi theo. Một chiêu lướt nào, khống chế dầm quỷ thiên tiếp tục đuổi theo. Chúng ta không có đòn đánh tiếp theo anh em ạ. Tiếp tục đánh thương và kết thúc được không? Không kết thúc được rồi. Minh Dao một chấm máu và như vậy là Trường Ca chúng ta với chiêu cuối đã kết thúc được Minh Dao. Giang trục nguyệt thiên, một chiêu đánh có khả năng gây sát thương dần dần anh em ạ. Bây giờ thì vòng số 3 chuẩn bị bắt đầu và hiện tại chúng ta còn hai Tiêu Dao. Rồi anh em thấy là team mình sẽ lên người di chuyển những phút giây đầu tiên để tìm kiếm Tiêu Dao luôn ha. Chúng ta phát hiện được mục tiêu tại khu vực số 7 rồi, đang cố gắng đuổi theo. Đối với hai môn phái này anh em phải chủ động tìm kiếm liên tục nha anh em, đừng để hai môn phái này úp chúng ta. Và để làm được điều đó thì anh em phải di chuyển một cách liên tục. Rồi, chúng ta di chuyển về đến khu vực số 2 rất trống. Chuẩn bị di chuyển sang đến khu vực số 3. Một cái quần thể kim cang và Minh Dao đã được mặc quần rồi. Chúng ta chạy sang đến khu vực số 3. Đây, hai Tiêu Dao đang có mặt tại khu vực số 3 rồi. Dậm không? Không dậm được rồi. Mất cái quỷ thiên rồi nè. Tiếp tục phần sơn và một Tiêu Dao đã bị kết thúc rồi. Tiếp tục Tiêu Dao thứ hai. Tuyệt vời! Và như vậy là trận tâm ma tháng tới đây là kết thúc rồi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma tháng này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.